Chuyên mục giao lưu cùng người không nổi tiếng phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VTV12. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một vị khách rất chi là đẹp trai và đa tài. Và theo như tin đồn giang hồ, anh ấy mang giới tính nam và rất yêu thích phụ nữ. Xin chào đón anh Cương Nguyên. Thế cực quý ấm. Xin chào đón võ sư Cường Nguyễn của chúng ta. Anh ấy mang giới tính nam mà anh ấy rất yêu thích phụ nữ đấy. Các bạn gái nếu có gì liên hệ với anh ấy, Yahoo Cường Nguyễn @gmail.com. Ở nơi đó rất nhiều bí mật của anh từ thuở nhỏ, những video mà anh đã được chôn giấu bao năm nay. Anh ấy, chắc quý vị và các bạn cũng biết anh ấy đóng trong phim, nhân vật chính trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Quay xa thế, quay gần mày không? Ông ngồi xuống. Một gương mặt khá nổi tiếng mà chắc cũng là thần tượng của các bạn gái của chúng ta. Cường Nguyễn đến từ xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đầu đường phố nha. Đầu đường phố chợ Cù Tia. Thanh kiếm anh cầm có khối lượng là 125 kg. Thế thì được thần Điêu Đại Hiệp tặng cho đấy. Đoánh hình nộm, anh đang đoánh hình nộm. Cường nghĩ là anh đang đoánh hình nộm. Wow. Cường nghĩ của chúng ta khuôn mặt chữ điền thẳng xuống ngang lưng, nó có nét gì thông minh khó tả của anh. Anh là một người cực kỳ giỏi. Ô, anh làm gì đây? Ôi, anh đang bốc. Wow, đẳng cấp, một bậc thiên tài của chúng ta, võ sư Cương Nguyễn, rất chi là đẹp trai và đa tài. Anh ấy rất chi là đẹp tài. Huy giữ. Wow. Ông Cường Nguyễn chúng ta. Wow. Đá chuối của anh. Chúng ta sẽ đến với tiết mục anh đánh hình nộm. Wow. Oh yeah, come on. Oh yeah, come on. Oh. Wow. Wow. Mày gần lại mới có âm thanh được tiếng rung nè. Và nữa mèo. À giờ ra nghe hoàn thiện đi. Tiếp tục đi. Đi vợ đi. Chợ. Chợ. Quá. Say sức cực kỳ. Hậu trường ngay tận thế. Cường Nguyễn vừa gửi đến cho các bạn màn biểu diễn tâm huyết của mình trong năm nay. Wow. Cường Nguyễn đề diện của chúng ta. Wow. Rất chi là đẹp trai và đa tài. Nè, quay chú. Vâng, đây là bình luận viên xuất sắc của chúng ta. Anh Cú Còi Hùng đẹp trai. Còn anh Lui Huy. Đây là Hùng rất đẹp trai. Quá đẹp trai. Khoan. Ô, đây là Cường Nguyễn chúng ta. Rất đi chị là đẹp trai và đa tài. Anh ấy mang giới tính nam và rất yêu thích phụ nữ. Nhiều các bạn đừng có hiểu lầm anh ấy là BD nhá. Nhìn quả móc à. Các bạn nhìn quả móc cua của anh. Wow. Hơn Tony. Wow. Cú vòng xoay của anh. Đã học từ Lý Tiểu Long. Wow. Và dạy cho mấy bạn. Quyền cước, nếu mà hâm mộ anh thì đến phố chợ Bồ Đồ để đăng ký học môn về thế cước quyền của anh. Chân kinh. Thế âm chân quyền. Chân kinh là hay. À, số điện thoại của anh là 01. Không đọc. Nhái là mình. Nào,
1901008 là số điện thoại của anh. Ngồi xuống. Có sáng không? 1901. Wow, thân hình 80 vào người 90. Đó là niềm ao ước của các cô gái trong tất cả mọi nơi. Ngồi xuống nó mới to, nó mới đẹp. Wow.